diễn biến nóng dồn dập ở Nga. Theo TASS, tay trùm Wagner đối diện bản án 20 năm tù khi đâm sau lưng quân đội Nga. Người đứng đầu Wagner nói rằng Nga dựa trên sự dối trá để tiến hành cuộc chiến ở Ukraine. Nào. Tổng thống Putin chỉ trích Wagner gây tương tàn, cảnh báo trừng phạt thẳng tay. Đoàn xe vũ trang của Wagner có phải đang thẳng tiến về Moscow? Tướng hàng đầu Nga quyền Prigozhin quay đầu là bờ, đừng nối giáo cho rằng Ukraine công bố cảnh chiến đấu ở khu định cư vừa tái chiếm thuộc Zaporizhia. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tiên nóng. Thưa quý vị, hãng thông tấn TASS cho hay ngày 23 tháng 6, có một số thông tin trên mạng xã hội nói rằng lực lượng vũ trang Nga oanh kích vào các nơi tập kết chiến binh của công ty quân sự tư nhân Wagner Group do ông Yevgeny Prigozhin đứng đầu. Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày 23 tháng 6 chính thức tuyên bố các thông tin này là sai. Cơ quan an ninh Nga FSB cũng khẳng định tương tự. Bộ phận báo chí cơ quan an ninh liên bang Nga FSB cho biết các tuyên bố và hành động của người sáng lập Wagner Yevgeny Prigozhin đã cấu thành tội kích động xung đột vũ trang ở Nga. Theo TASS, thông cáo báo chí của FSB viết rõ, những tuyên bố và hành động của Prigozhin thực sự cấu thành lời kêu gọi một cuộc xung đột vũ trang dân sự trên lãnh thổ Nga và đâm sau lưng quân nhân Nga đang chiến đấu với các lực lượng Ukraine. Chúng tôi kêu gọi chiến binh công ty Wagner không phạm phải những sai lầm không thể sửa chữa. Hãy ngừng mọi hành động vũ lực chống lại người dân Nga, không tuân theo mệnh lệnh của tay tội phạm phản bội Prigozhin, đồng thời thực hiện các biện pháp bắt giữ người này. Tất cả thông tin đang được phổ biến trên mạng xã hội nhân danh Yevgeny Prigozhin về cáo buộc Bộ Quốc phòng Nga tấn công tên lửa và các đơn vị Wagner là sai sự thật và là một hành động khiêu khích, FSB nhấn mạnh. Văn phòng Tổng công tố Nga cho biết đã khởi tố vụ án liên quan đến ông Prigozhin theo đúng pháp luật. Người sáng lập Wagner có thể phải đối mặt với án tù từ 12 đến 20 năm, TASS đưa tin. Mặt khác, Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, bất chấp sự việc gây lo ngại gần đây, các lực lượng Nga đang tiếp tục chiến đấu chống lại cuộc phản công của quân Ukraine trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Người đứng đầu công ty quân sự Wagner trong một video đăng trên Telegram đã nói rằng Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine không phải nhằm phi quân sự hóa, phi phát xít hóa nước hàng xóm như tuyên bố của Điện Kremlin, mà mục tiêu ban đầu là củng cố quyền lực của quân đội Nga và chứng minh quân đội Nga mạnh như thế nào, ông Prigozhin nói. Bộ Quốc phòng Nga và Điện Kremlin bác bỏ mọi tuyên bố này, cũng như đã tiến hành khởi tố ông Prigozhin. Theo Reuters, người đứng đầu tổ chức lính đánh thuê Wagner đã lần đầu tiên công khai bác bỏ các mục tiêu của giới chức Nga về cuộc chiến ở Ukraine nói rằng lý do của chiến dịch quân sự đặc biệt dựa trên những lời dối trá tuyên bố này đánh dấu một cột mốc mới trong mối thù kéo dài nhiều tháng giữa người sáng lập wagner và giới chức quân sự nga trong một đoạn video đăng trên telegram ông prigozhin nói tại sao cần phải có giao tranh giao tranh là cần thiết để thu hút sự chú ý cho quân đội tạo cơ hội để chứng minh quân đội mạnh như thế nào Nhắc đến Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Trùm Wagner chỉ trích. Sugu sống theo nguyên tắc lời nói dối phải khủng khiếp thì người ta mới tin, và những lời nói dối đã xuất hiện tràn lan. Reuters cho hay, ông Prigozhin thường cáo buộc Đại tướng Sugu và các nhà lãnh đạo quân sự khác của Nga là kém cỏi nhưng chỉ đến ngày 23 tháng 6 mới lên tiếng phủ nhận mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt. Chủ công ty Wagner nói tướng Sugu đang lừa dối Tổng thống Putin và cuộc chiến ở Ukraine được sử dụng để làm giàu cho giới cầm quyền. Ông Prigozhin đã được hưởng sự tự do khác thường khi công khai chỉ trích giới chức Moscow, dù trước đây chưa từng lên tiếng phản đối Tổng thống Putin. Trong một diễn biến đáng chú ý ngày 24 tháng 6, ông Prigozhin thông báo các tay súng Wagner bắn rơi trực thăng quân sự Nga khi nó nổ súng vào đoàn xe của lực lượng này đang tiến vào tỉnh Rostov, miền nam Nga. Trước đó, theo ông Prigozhin, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov đã ra lệnh triển khai trực thăng quân sự tấn công đoàn xe của Tập đoàn Quân sự Tư nhân đang tiến vào Rostov. Ông Prigozhin nói, một số phi công từ chối mệnh lệnh của tướng Gerasimov và Wagner bày tỏ biết ơn đối với họ Ông Prigozhin chưa công bố chi tiết về diễn biến, vị trí và hình ảnh liên quan tuyên bố bắn rơi trực thăng Nga. FSB công bố quyết định khởi tố sau khi ông Prigozhin cáo buộc Bộ trưởng Quốc phòng Sogu bay tới Rostov để chỉ đạo thực hiện vụ tập kích tên lửa nhắm vào trại huấn luyện của Wagner, gây thương vong lớn. Trung Wagner thông báo đưa 25.000 quân tới Rostov để chất vấn Bộ trưởng Sogu về vụ tấn công, đồng thời khẳng định đây là cuộc hành quân đòi công lý, không phải đảo chính, và hành động này không cản trở quân đội Nga. FSB cho biết các tuyên bố và hành động của ông Prigozhin cấu thành hành vi xúi dục xung đột vũ trang trên lãnh thổ Nga, đâm sau lưng các chiến sĩ đang chiến đấu với lực lượng Ukraine ủng hộ phát xít. FSB cũng kêu gọi thành viên Wagner không làm theo lời ông Prigozhin và bắt lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân. Theo Reuters, cảnh sát vũ trang Nga được nhìn thấy tại trung tâm Wagner ở thành phố San Petersburg khi Tổng thống Putin nói rằng cuộc binh biến của Wagner là phản quốc. New York Times cho hay Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Bảy đã cam kết các hành động quyết đoán để dập tắt cái mà ông gọi là cuộc nổi dậy vũ trang phản quốc của Yevgeny Prigozhin, người từng trung thành với Điện Kremlin cho tới gần đây. Thông điệp ngày thứ Bảy ngày 24 tháng 6 là lần đầu tiên ông Putin phát biểu trước người dân Nga kể từ khi hành động kích động của chùm Wagner bắt đầu nổ ra một ngày trước đó. Theo tờ Times, nhà lãnh đạo Putin với giọng điệu nghiêm khắc và kiên quyết trong bài phát biểu dài 5 phút trên truyền hình nói rằng những kẻ tổ chức cuộc nổi loạn sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt không thể tránh khỏi. Ông nói, quân nổi dậy đang đẩy đất nước đến tình trạng hỗn loạn và huynh đệ tương tàn. Ông cho biết, những ai gây kích động hỗn loạn sẽ phải thất bại và đầu hàng. Thủ lĩnh lính đánh thuê nổi loạn của Nga, Yevgeny Prigozhin hôm thứ Bảy ngày 24 tháng 6 cho biết, đã nắm quyền kiểm soát thành phố miền Nam Rostov-on-Don như một phần trong nỗ lực chống lại giới lãnh đạo của sự Nga. Ông ta tuyên bố đang hướng đến thủ đô Moscow, bất chấp các lãnh đạo Nga cảnh cáo cứng rắn. Video do Reuters thu được hôm thứ Bảy cho thấy, ông Prigozhin ngồi với Junut Bekjevkurov, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga và Trung tướng quân đội Vladimir Alexeyev tại thành phố Rostov-on-Don. Khi đó, ông Prigozhin nói, chúng tôi đến đây và chúng tôi muốn đối chất với Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho đến khi họ chịu gặp. Chúng tôi sẽ phong tỏa thành phố Rostov và tiến về Moscow. Reuters đã có thể xác nhận vị trí quay video, đúng là Rostov don Đề cập đến những người lính Nga ở Ukraine, ông Prigozhin nói, những người đàn ông này đang tử trận vì lãnh đạo quốc phòng Nga đẩy vào máy xay thịt. Họ không có đạn dược và những người chỉ đạo lại không có bất kỳ kế hoạch nào, chỉ là những chú hề lưu lẫn. Prigozhin nói rằng ông ta có 25.000 chiến binh sẵn sàng khôi phục công lý. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ đập tàn cái mà ông gọi là một cuộc binh biến vũ trang. Trong một bài phát biểu trên truyền hình, ông Putin nói rằng tham vọng quá mức và quyền lợi lớn đã dẫn đến phản quốc, đồng thời gọi cuộc binh biến là hành động đâm sau lưng. Đó là một đòn giáng vào nước Nga và người dân của chúng ta. Và hành động của chúng tôi để bảo vệ tổ quốc trước mối đe dọa như vậy sẽ rất khắc nghiệt, Tổng thống Nga nhấn mạnh. Theo Reuters, đường cao tốc M4 của Nga nối Moscow với các thành phố phía nam của đất nước, bao gồm cả Rostov-on-Don, đã bị chặn vào thứ Bảy hôm nay một số lượng lớn phương tiện được nhìn thấy đứng yên, không thể di chuyển về phía bắc để hướng tới Moscow. Tại rostov on don quân đội và nhiều phương tiện bọc thép của thủ lĩnh lính đánh thuê nổi loạn Yevgeny Prigozhin đã được nhìn thấy ở trung tâm thành phố. Reuters nhận xét, sự kiện hiện nay là bước ngoặt kịch tính với nhiều chi tiết không rõ ràng. Có vẻ giống như một cuộc khủng hoảng trong nước lớn nhất mà Tổng thống Putin phải đối mặt kể từ khi ông ra lệnh tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2 năm ngoái. Tại thủ đô Moscow, các cơ quan an ninh đang tăng cường cảnh giác hãng thông tấn IA cho biết. Chỉ huy lính đánh thuê quân gì nói, một đoàn xe vũ trang đang thực hiện quãng đường dài 1.200 km để tới Moscow. Các quan chức địa phương của Nga cho biết, một đoàn xe quân sự đang trên đường cao tốc chính, nối khu vực miền Nam Nga với khu vực thủ đô Moscow. Giới chức cảnh báo người dân tránh xa hỗn loạn, ở yên trong nhà. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Phó chỉ huy lực lượng Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, tướng Sergei Surovikin đã kêu gọi Wagner tuân thủ mệnh lệnh của Tổng thống Vladimir Putin và giải quyết mọi vấn đề một cách ôn hòa. Tướng không quân Surovikin, một trong những vị tướng được kính trọng nhất ở Nga và có ảnh hưởng nhất định với ông trùng Wagner Prigozhin, đã phát đi thông điệp rằng, tôi đề nghị các anh dừng lại, kẻ thù đang đợi tình hình chính trị nội bộ của chúng ta leo thang chúng ta không thể tạo cơ hội cho kẻ thù trong thời điểm khó khăn này trước khi quá muộn tôi đề nghị ngay lập tức tuân thủ quyết định của tổng thống được bầu của liên bang nga khôi phục trật tự giải tán các đoàn xe quân sự gây kích động đưa chiến binh trở lại cơ sở ban đầu và chỉ giải quyết mọi vấn đề một cách hòa bình tướng surovikin nhấn mạnh ông nói thêm chúng ta đã cùng nhau vượt qua chặng đường khó khăn chúng ta đã cùng nhau chiến đấu mạo hiểm chịu thương vong chúng ta đã cùng nhau chiến thắng Chúng ta có cùng dòng máu, chúng ta là những chiến binh. Tướng không quân Nga nhấn mạnh lời kêu gọi Wagner dừng lại trước khi quá muộn, không để đối thủ lợi dụng tình hình để làm tổn hại lợi ích của Liên bang Nga. Kiev đục nước béo cò, thể hiện tâm lý cơ hội, lợi dụng dối ghen khi Wagner kích động hỗn loạn để củng cố lực lượng và chuẩn bị tấn công chiến thuật vào Bakhmut. Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo như vậy vào hôm nay, 24 tháng 6. Taschik thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lợi dụng việc Prigozhin kích động gây mất trật tự, chế độ Kiev đang tập trung các lữ đoàn thủy quân lục chiến số 35 và 36, chuẩn bị tấn công chiến thuật vào hướng Bắc Mút. Theo Bộ Quốc phòng, các nhóm quân miền Nam Nga đang oanh kích, pháo kích ồ ạt vào kẻ địch. Trước đó, ông trùm khét tiếng Prigozhin đăng một loạt đoạn ghi âm lên ứng dụng Telegram, khẳng định các chiến binh của ông bị oanh kích, cáo buộc lãnh đạo quốc phòng Nga đã ra lệnh. Phản ứng với động thái này, cơ quan an ninh liên bang Nga FSB đã khởi tố hình sự Prigozhin về tội xúi dục nổi loạn vũ trang. Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ mọi tuyên bố của Wagner. Thông qua báo chí của FSB kêu gọi các chiến binh Wagner không làm theo yêu cầu của Prigozhin và hợp tác bắt ông ta giao cho cơ quan chức năng. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được thông báo về sự việc liên quan Prigozhin và mọi biện pháp cần thiết đang được tiến hành. Lực lượng vũ trang Ukraine ngày 23 tháng 6 công bố cảnh quay bằng máy bay không người lái cho thấy giao tranh tại một khu vực định cư mà Ukraine cho biết đã tái chiếm hồi đầu tuần này thuộc tỉnh Zaporizhia. Theo Reuters, trong video có thể thấy khói bốc lên trên các cánh đồng và có tiếng nổ gần các phương tiện quân sự. Vị trí ghi hình được Ukraine nói là Piatykhaty, một khu định cư ở miền Nam. Thứ trưởng Quốc phòng Hanna Malia ngày 19 tháng 6 cho biết lực lượng Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát khu vực này từ quân Nga. Phía Nga không xác nhận diễn biến trên. Trước đó, Moscow nói cuộc phản công của Kiev thất bại, chịu tổn thất nặng nề. Quan chức do Nga bổ nhiệm ở tỉnh Đông Bắc Kharkiv ngày 23 tháng 6 khẳng định, một lượng lớn lính đánh thuê phương Tây đã đến giúp sức Ukraine ở thành phố Kupyang thuộc Kharkiv. Ông Vitaly Ganchev, quan chức thân Moscow ở Kharkiv, nói trên đài Rossiya 24 rằng, ở khu vực Kupiang, người dân địa phương thông báo rất nhiều lính đánh thuê phương Tây vừa đến nơi, giúp củng cố lực lượng Ukraine. Người dân nghe thấy các cuộc nói chuyện bằng tiếng Anh, tiếng Pháp. Theo ông Ganchev, không khí rất căng thẳng giữa những người lính Ukraine được động viên nhập ngũ, thiếu kinh nghiệm chiến trường. Ông Ganchev nói thêm, dĩ nhiên quân Ukraine chống trả rất ác liệt, nhưng các đơn vị của chúng ta có bước tiến trong những ngày gần đây. Chúng ta đang làm chủ bờ trái sông Osko ở phần phía đông Kupiang. Phía Ukraine chưa bình luận về các tuyên bố trên. Kiev thông báo phản công hiệu quả, giành lại phần lớn tỉnh Kharkiv từ cuối tháng 9 năm ngoái. Cuộc phản công hiện tại được cho là cam go và khó khăn hơn nhiều. Reuters và New York Times đưa tin Ukraine cáo buộc Nga phóng hơn 20 tên lửa vào thủ đô Kiev khiến ít nhất 2 người thiệt mạng vào dạng sáng hôm nay 24 tháng 6 thủ đô Kiev bị tấn công lần thứ 8 trong tháng này, giữa lúc tình hình an ninh Nga căng thẳng do sự kích động của ông chủ công ty quân sự tư nhân Wagner. Giới lãnh đạo cáo buộc ông Prigozhin âm mưu thực hiện một cuộc đảo chính chống lại Tổng thống Vladimir Putin, tờ New York Times cho hay. Trong khi đó, quan chức quân sự hàng đầu thành phố Kiev, ông Sehi Popko cho biết, lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ hơn 20 tên lửa xung quanh thủ đô. Tuy nhiên, các mảnh vỡ đã rơi xuống một tòa cao ốc và gây nên ngọn lửa thiêu dụi ba tầng lầu. Ngoài hai người thiệt mạng còn có 11 người bị thương, ông Popko viết trên Telegram. Ngay sau bình minh ngày 24 tháng 6, khói vẫn bốc lên từ tòa nhà, trong khi lính cứu hỏa sử dụng cần cẩu để quan sát thiệt hại ở tầng 16, 17 và 18. Theo tờ Times, cư dân Kiev bị coi báo động oanh kích đánh thức lúc khoảng 2 giờ rưỡi sáng. Thị trưởng thành phố, ông Vitaly Klitschko đã thông báo về các vụ nổ, trong khi các quan chức khác cho biết lực lượng phòng không đang hoạt động và kêu gọi mọi người tìm nơi trú ẩn. Đến sáng thứ Bảy, các nhân viên cấp cứu vẫn có mặt tại hiện trường giúp sơ tán những người bị thương, gồm hai vợ chồng lớn tuổi, một phụ nữ và một người đàn ông gặp nạn khi đi bộ. Ngay trước 6 giờ sáng, tiếng còi báo động không kích lại vang lên khiến người dân vội vàng tìm nơi trú ẩn dưới lòng đất. Nhà Trắng ngày 23 tháng 6 nói không phát hiện mức độ phóng xạ cao bất thường tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở miền nam Ukraine, nhưng đang theo dõi chặt chẽ tình hình. Trước đó, Nga ngày 23 tháng 6 kêu gọi cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA phải đảm bảo Ukraine không nã pháo vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Phía Moscow nói thêm rằng, hiện nhà máy này hoạt động an toàn, giám đốc điều hành Alexei Likachev của công ty năng lượng hạt nhân nhà nước Nga Rosatom đã đưa ra nhận xét nói trên tại cuộc họp với người đứng đầu IAEA Rafael Grossi tại thành phố Kaliningrad của Nga. Ông Grossi đã đến thăm nhà máy vào tuần trước. Theo Reuters, Moscow và Kiev thường xuyên cáo buộc nhau nã pháo vào nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Những nỗ lực quốc tế nhằm thiết lập một khu vực phi quân sự xung quanh nhà máy vẫn thất bại cho đến nay. Ukraine tuần này cáo buộc Nga lên kế hoạch tấn công nhà máy, bất chấp nguy cơ do dỉ phóng xạ. Trong khi đó, Nga ngày 23 tháng 6 cho biết đã bắt giữ 5 người lên kế hoạch buôn lậu chất phóng xạ để gian dựng âm mưu, gây sự cố hạt nhân theo lệnh của Kiev. Hiện cáo buộc của các bên chưa thể kiểm chứng độc lập. Về vấn đề an toàn của nhà máy Zaporizhia, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby ngày 24 tháng 6 cho biết, chúng tôi đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình. Chúng tôi theo dõi một số cảm biến bức xạ xung quanh nhà máy và cho đến nay không phát hiện mức độ phóng xạ tăng cao. Khi được phóng viên hỏi, liệu Mỹ có nhận thấy âm mưu tấn công vào nhà máy hay không? Ông Kirby nói, chúng tôi đã xem một số thông tin và bình luận về vấn đề này nhưng tôi không thể xác minh tính chính xác của chúng. Điều duy nhất mà tôi muốn nói hiện giờ đó là tái khẳng định nhà máy điện hạt nhân không thể là nơi diễn ra các hành động quân sự. Trong cuộc họp báo tại trụ sở Liên Hợp Quốc ngày 23 tháng 6, cùng với các nhà ngoại giao của Ukraine, Pháp và Vương quốc Anh, Đại sứ Hoa Kỳ Linda Thomas Greenfield đã thúc giục Liên Hợp Quốc điều tra việc Nga được báo cáo sử dụng UAV của Iran trong cuộc chiến ở Đông Âu. Bà Thomas Greenfield nói, Nga không chỉ mua hàng trăm UAV dòng Mohajer và Shahed từ Iran, hành động vi phạm rõ ràng nghị quyết 2231 của Liên hợp quốc mà Moscow còn đang hợp tác với Iran để sản xuất những vũ khí này tại Nga. Anh, Pháp, Đức, Mỹ và Ukraine cho rằng việc cung cấp UAV do Tehran sản xuất cho Moscow là vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc năm 2015 về thỏa thuận hạt nhân Iran. Năm quốc gia kể trên muốn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cử quan chức đến Kiev để điều tra. Nga đã phủ nhận lực lượng của họ sử dụng UAV của Iran ở Ukraine và lập luận quan chức Liên Hợp Quốc không có thẩm quyền tiến hành điều tra ở Kiev. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia cho biết, đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi nghe thấy những cáo buộc về việc Nga sử dụng UAV của Iran ở Ukraine. Chúng tôi kiên quyết, dứt khoát bác bỏ cáo buộc đó đây là những tuyên bố vô căn cứ, những nỗ lực trắng trợn nhằm cố tình đánh lạc hướng cộng đồng quốc tế. Iran thừa nhận đã cung cấp UAV cho Moscow, nhưng cho biết chúng được gửi đi trước khi Nga tấn công nước láng giềng vào tháng 2 năm 2022. Người nông dân tên Jebhen Ivachenko đã thức trắng đêm để đào rãnh xung quanh cánh đồng của mình ở tỉnh Mykolaiv nhằm cứu dư hấu khỏi bị ngập lụt sau vụ vỡ đập ca khúc ca. Nói với Reuters, người nông dân chia sẻ, ban đầu chúng tôi nghĩ sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, tôi thậm chí còn chẳng bao giờ đo đạc gì. Nhưng sau khi phát hiện ra các khu vực canh tác nằm ở vùng trũng thấp, anh bắt đầu đào các rãnh xung quanh và rìa cánh đồng để giữ nước lũ không tàn phá mùa màng. Nhưng nước dâng lên rất nhanh, anh nhớ lại. Người nông dân Ivashenko chia sẻ, anh và những người bạn của mình đã chạy quanh đồng dừa và đào cất lực. Anh nói mọi thứ đã rất khó khăn, nhưng anh quyết tâm cứu cánh đồng bằng được. Ivashenko và nhóm của anh đã đào rãnh trong 3 ngày liên tục trước khi nước lũ ngừng thấm qua lớp đề và cánh đồng dưa hấu được cứu. Theo Reuters, ước tính vụ vỡ đập Kakhovka đã khiến hơn 50 người thiệt mạng, cùng vô số nhà cửa và vườn tược chịu thiên hại. Theo Reuters, Ba Lan đã tiến hành thử nghiệm hệ thống phòng không tầm ngắn mới vào ngày 22 tháng 6. Vụ phóng tên lửa nhằm thử nghiệm hệ thống phòng không tầm ngắn Malanaru tiến hành ngày 22 tháng 6 hệ thống này kết hợp các yếu tố của Ba Lan và Anh và sẽ bổ sung năng lực cho các hệ thống tầm trung được triển khai ở phía bắc Ba Lan dọc theo bờ biển Baltic nơi tiếp giáp vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad của Nga Bộ trưởng quốc phòng Ba Lan Mariusz Blanska cho biết các hệ thống mới sẽ góp phần bảo vệ bầu trời Ba Lan trước bất kỳ cuộc tấn công tiềm tàng nào bằng tên lửa hành trình hoặc máy bay không người lái ông cho biết thêm hệ thống sẽ được triển khai vào cuối tháng 6 Gần đây Ba Lan đã chứng kiến nhiều sự cố với một vật thể bay vào không phận nước này từ nước láng giềng Belarus vào tháng 5. Trước đó vào tháng 2 năm nay, hai máy bay chiến đấu F15 của Hà Lan đã chặn đội hình gồm ba máy bay quân sự của Nga gần Ba Lan và hộ tống chúng ra xa không phận của Ba Lan. Chuyển sang các tin tức khác. Theo Reuters, Ngày 23 tháng 6 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Ngân khố Mỹ Janet Yellen phát biểu rằng thế giới luôn kỳ vọng Mỹ và Trung Quốc sẽ cùng làm việc với nhau với tư cách là hai nền kinh tế đứng đầu. Phát biểu đưa ra trong hội nghị được tổ chức tại Paris nhằm giảm nợ của các nước kém phát triển và thúc đẩy tăng nguồn quỹ chống biến đổi khí hậu. Bà Yellen nói rằng Hoa Kỳ chia sẻ mục tiêu bảo đảm một hành tinh giàu có, khỏe mạnh và đáng sống, đồng thời nhấn mạnh sẵn sàng cùng Trung Quốc hành động có trách nhiệm, cùng nhau giải quyết các vấn đề toàn cầu. Bà Yellen nói thêm, đó là điều chúng ta có thể làm và là điều mà cả thế giới mong đợi. Giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế IMF Kristalina Georgieva cho biết, Quỹ đã đạt được mục tiêu của mình khi cung cấp 100 tỷ đô la quyền rút vốn đặc biệt cho các nước khó khăn. Đạt được mục tiêu này là một trong những nội dung chính tại Hội nghị Thượng đỉnh ở Paris, với quyết tâm hỗ trợ các nước thu nhập thấp, đối phó với gánh nặng nợ đẩn, trong khi chuẩn bị thêm nguồn tài chính cho mục tiêu chống biến đổi khí hậu. Cũng trong hội nghị ở Paris hôm 23 tháng 6, thủ tướng Barbados, bà Mia Mottley kêu gọi giới lãnh đạo các quốc gia phát triển cần khẩn cấp đầu tư và nghiên cứu về vấn đề kháng thuốc kháng sinh, cho rằng đây sẽ là kẻ sát nhân lớn nhất thế giới vào năm 2050. Cuộc họp cấp cao ở Paris đề cập đến các kế hoạch chi tiết có thể triển khai trong vòng 18 đến 24 tháng tới để giải quyết nhiều vấn đề từ giảm nợ đến tài chính khí hậu. Nhiều chủ đề trên bàn thảo luận được đề xuất bởi một nhóm các nước đang phát triển với tên gọi là sáng kiến Bridgetown do bà lấy đứng đầu. Cũng trong hội nghị, Thủ tướng Đức Olaf Scholz kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới nên hành động và giữ lời hiếu trong cuộc chiến chống đói nghèo và biến đổi khí hậu. Thủ tướng nhấn mạnh, đầu tiên, chúng ta cần phải giữ vững cam kết trong các vấn đề hỗ trợ phát triển và đóng góp nguồn quỹ chống biến đổi khí hậu. Chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa. Điều quan trọng là chúng ta cùng nhau hợp tác để hoàn thành mục tiêu chung, kể cả khi chúng ta có thể đi trên những con đường khác nhau. Sự thành công của hội nghị này sẽ là yếu tố rất quan trọng cho sự an toàn của nền kinh tế thế giới. Trước cơn bão biến động đang diễn ra trên toàn cầu, ông Sean phát biểu và tự hào ca ngợi Đức là người tiến phòng trong việc viện trợ tài chính để chống các thảm họa khí hậu trên toàn cầu. Hội nghị thượng đỉnh về hiệp ước tài chính toàn cầu mới do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì đã thu hút khoảng 20 nhà lãnh đạo từ châu Âu, châu Á, châu Phi và châu Mỹ cùng tham gia nhằm thúc đẩy các chương trình tài chính toàn cầu mới liên quan tai nạn thảm khốc của tàu lặn Titan ở Bắc Đại Tây Dương, giáo sư Stephen William từ Đại học Sydney, Úc cho rằng du lịch biển sâu vẫn sẽ tiếp tục phát triển. Ông nói: Ngay từ đầu, chúng tôi dự đoán tàu ngầm sẽ bị nổ tung do áp lực khủng khiếp tại độ sâu đó. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cố giữ hy vọng khi nghe tin báo về các tín động lạ được ghi nhận ở xung quanh hiện trường và thậm chí đã cố nghĩ đến một viễn cảnh tốt đẹp đáng tiếc thay, mọi sự đều không như chúng tôi mong muốn, vị giáo sư chia sẻ. Ông cũng nhận định, tôi cho rằng chúng ta sẽ tiếp tục thấy ngành công nghiệp du lịch thám hiểm này phát triển, có thể sẽ có nhiều quy định hơn, sự am hiểu sâu sắc hơn về cách thiết kế, xây dựng và giấy phép chứng nhận cho các loại phương tiện thám hiểm để sử dụng trong môi trường biển sâu. Vị giáo sư tiết lộ với Reuters rằng, có thể đã có sự lòng lẻo trong khâu kiểm tra. Việc kiểm tra những phương tiện tàu lặn như thế này đòi hỏi cơ sở vật chất rất đặc thù và có vẻ như công ty chủ quản đã bỏ qua những quy trình đó. Tàu lặn Titan, do công ty OceanGate có trụ sở tại Mỹ điều hành, đã mất liên lạc với tàu hỗ trợ trên mặt nước vào sáng Chủ nhật ngày 18 tháng 6, trong chuyến lặn xuống đáy biển kéo dài gần 2 giờ với mong muốn quan sát xác con tàu đắm Titanic nổi tiếng thế giới. Nhiều mảnh vỡ của tàu lặn Titan đã được tìm thấy, giới quan sát nhận định vụ nổ thảm khốc đã khiến cả năm hành khách trên tàu thiệt mạng ngay lập tức. Thưa quý vị, Reuters dẫn lời giám đốc điều hành của công ty dầu khí OMV Petrom cho biết, theo kế hoạch, một trạm khí đốt mới sẽ bắt đầu khai thác vào năm 2027 và mang lại doanh thu khoảng 22 tỷ đô la cho chính phủ Romania. Hôm 21 tháng 6 vừa qua, công ty dầu khí OMV Petrom và đối tác Romgar đã bật đèn xanh cho dự án Neptune Deep, ngoài khơi bờ biển đèn vốn được mong chờ từ lâu dự kiến khoảng 100 tỷ mét khối khí đốt sẽ được khai thác. Dự án sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và củng cố an ninh năng lượng của Romania. Giám đốc điều hành của OMV Petrom, bà Christina Verchers cho Reuters biết. Bà tiết lộ thêm, tổng lượng khí đốt khai thác từ dự án sẽ nhiều gấp 30 lần nhu cầu tiêu thụ của 4,3 triệu hộ dân Romania trong một năm. Giám đốc điều hành của Romgas lạc quan chia sẻ rằng, trong tương lai, Romania có thể trở thành nhà xuất khẩu năng lượng sang các nước láng giềng như trường hợp của Moldova tập đoàn OMV Petrom được kiểm soát phần lớn bởi tập đoàn OMV của Áo, đã ước tính dự án ngoài khởi sẽ tiêu tốn của Romga và OMV Petrom gần 4,4 tỷ đô la, với phần lớn trong số đó sẽ được chi vào năm 2024 đến năm 2026. CCTV dẫn lời các nhà khoa học cho rằng những đợt nắng nóng đang gây hậu quả nghiêm trọng cho nông nghiệp của Ấn Độ, bao gồm ngành công nghiệp mía đường cực kỳ quan trọng. Một số khu vực ở quốc gia Nam Á này đang chịu đựng nhiệt độ lên tới gần 45 độ C trong những ngày gần đây. Cục Khí tượng Ấn Độ IMD chia sẻ với CCTV rằng các điều kiện nắng nóng đã kéo dài ở một số bang phía đông bắc Ấn Độ trong suốt khoảng 12 đến 14 ngày qua. Chuyên gia Krishna Achuta Rao, giảng viên cộng tác tại Trung tâm Khoa học Khí quyển thuộc Học viện Công nghệ Ấn Độ Delhi cho biết, thông thường thời tiết nóng thế này sẽ diễn ra mỗi 5 năm một lần, không quá hiếm, nhưng tần suất rõ ràng ít hơn hiện nay. Đối với những người nông dân Ấn Độ, biến đổi khí hậu trong những năm gần đây đã khiến cảnh mất mùa trở thành hiện thực khắc nghiệt, nhất là với ngành công nghiệp đường. Ấn Độ là quốc gia sản xuất và tiêu thụ đường nhiều nhất thế giới. Không chỉ vậy, lượng đường xuất khẩu của Ấn Độ cũng đạt thứ nhì toàn cầu. Tuy nhiên, thời tiết bất lợi đã gây ảnh hưởng nặng nề đến ngành công nghiệp đường, ước tính giảm khoảng 4% so với dự báo trước đó. Lượng mía chúng tôi thu hoạch đã giảm và sản lượng đường cho ra cũng không còn được như trước. Parakas Nakave giám đốc điều hành Liên hiệp Hợp tác Đường sữa Quốc gia Ấn Độ chia sẻ. Manhavan Narizavan, cựu Bộ trưởng Khoa học Trái đất của Ấn Độ cho biết rằng tiến triển của hiện tượng Enino diễn ra nhanh hơn so với những gì họ dự tính. Ấn Độ là quốc gia sản xuất khoảng 25% lượng thực phẩm trên toàn thế giới, là một trong những quốc gia dễ bị tác động của biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan nhất. Chỉ 50% diện tích canh tác là có hệ thống tưới tiêu, trong khi phần còn lại vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào lượng mưa. Chính phủ Hà Lan đang xem xét cấm sở hữu và quảng bá tất cả các loại vật nuôi lai mang những đặc điểm gây hại, ví dụ như đặc tính mõm ngắn mà theo lời các nhà bảo vệ động vật thì việc lai giống như vậy là tàn nhẫn. Hai vợ chồng Katja và Ila đã mua cô chó bùn pháp tên Abby sau khi bị thu hút bởi ngoại hình đáng yêu, với cái mũi lúc nào cũng nhăn nhó của nó. Tuy nhiên, hai năm sau, Abby bắt đầu xuất hiện các vấn đề về hô hấp, không thể tự đi dạo quá lâu và cần được phẫu thuật. Abby là một người bạn là một phần của gia đình. Vì vậy, tôi luôn lo lắng khi về vấn đề sức khỏe nghiêm trọng của nó. Cô Ila chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn trước khi Abby được mang đi phẫu thuật. Tiến sĩ Jack Teha, một chuyên gia về động vật móng ngắn tại Bệnh viện Thú Y Anikura, đã phẫu thuật mở rộng lỗ mũi của Abby và tiến hành các phương pháp khác, khác để cải thiện khả năng hô hấp của nó. Ca phẫu thuật đã thành công, Abby có thể thở dễ dàng hơn, nhưng vẫn cần phải tái khám nhiều lần để theo dõi tình trạng sau phẫu thuật. Ông Teha cho biết, chuyện chó được lai tạo để có vẻ ngoài hợp nhãn chủ nuôi là không có gì mới mẻ. Thế nhưng, người ta thường quên rằng nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng. Ông khuyên người mua nên tham khảo ý kiến của bác sĩ thú y trước khi đưa ra quyết định. Royster trích lời vị bác sĩ cho biết, trong trường hợp của Abby, mõm của nó sau quá trình lai giống đã bị rút ngắn lại, không chỉ ảnh hưởng đến đường hô hấp mà còn tác động đến răng, hàm, mặt và các cơ quan khác nữa. Vị bác sĩ chia sẻ, các giống chó nhỏ như chó pug và bùn pháp là chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Nhưng những con chó to lớn hơn như boxer và châu chầu cũng không ngoại lệ. Reuters cho biết, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Thiên nhiên Hà Lan, Paes Adema, đã soạn thảo một sửa đổi dự luật nhằm cấm sở hữu và kinh doanh vật nuôi mang các đặc điểm gây hại cho sức khỏe của chúng. Tuy vậy, Reuters cho rằng hiện vẫn chưa rõ cách thực thi luật cũng như hình phạt vi phạm sẽ như thế nào. Tiếp tục chương trình mời quý vị cùng tham quan căn phòng tinh xảo của hoàng hậu cuối cùng của nước Pháp. Khi muốn thoát khỏi sự náo nhiệt của cung điện, hoàng hậu Marie Antoinette thường tìm sự tĩnh lặng trong không gian nhỏ ẩn giật tại trung tâm của lâu đài Versailles. Sau quá trình 5 năm hồi phục đầy chăm chút, gian phòng riêng của hoàng hậu Pháp sẽ được mở cửa cho nhóm nhỏ khách tham quan. Không gian riêng này được cấu tạo từ các phòng nhỏ hơn hẳn so với phần còn lại của lâu đài hoàng gia, bao gồm một phòng khách, một thư viện một phòng trang điểm, hoàng hậu Marie Antoinette bắt đầu quá trình trang trí phòng từ năm 1774. Các nhà phục dựng đã tái hiện dãy phòng như hiện trạng vào năm 1784. Các vật dụng thuộc sở hữu của hoàng hậu cũng sẽ được trưng bày tại đây. Ngay sau khi đến Versailles vào năm 1770, hoàng hậu Marie Antoinette đã chọn nơi đây làm chỗ nghỉ ngơi. Khi đó nhận thức được vai trò của mình là nữ đại công tước áo và sắp trở thành hoàng hậu Pháp, bà đã sớm yêu cầu giải phòng được tô điểm ngay từ những ngày đầu tiên. Sự đòi hỏi và tính thiếu kiên nhẫn của bà thậm chí đã gây khó chịu cho kiến trúc sư trưởng của nhà vua. Quá trình phục hồi đồ trang trí và nội thất đã tốn rất nhiều thời gian và công phu, đòi hỏi đội ngũ bảo tồn của lâu đài Versailles phải tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng. Không gian riêng tư của hoàng hậu sẽ mở cửa cho công chúng từ ngày 27 tháng 6 sắp tới. Đài CCTV cho hay hơn 29.000 lượt du khách đã đến thăm cổ trấn Chu Gia Giác ở Thượng Hải vào hôm đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Đoan Ngọ kéo dài 3 ngày. Mọi người hào hứng tham gia các lễ hội truyền thống. Dịp lễ hội ở cổ trấn Chu Gia Giác kéo dài suốt một tháng, bắt đầu từ ngày thứ năm ngày 22 tháng 6 vừa qua. Theo CCTV, cổ trấn sẽ tổ chức các hoạt động lễ hội về đêm, bao gồm ngắm cảnh bằng thuyền, trình diễn đèn lồng và đàn ca múa nhạc. Nhiều du khách mặc hán phục đeo túi hương thơm truyền thống. Chính quyền địa phương cũng đã mời 42 sinh viên quốc tế từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ đến khu du lịch để tham gia gói bánh ú, du ngoạn sông nước và nghe kinh dịch, đàn ca bằng tiếng địa phương với các nhạc cụ cổ truyền. Sinh viên người Nga Valery hào hứng chia sẻ, đây là lần đầu tiên tôi tự gói và ăn thử món bánh ú này. Tôi dự định sẽ dành nhiều thời gian ở đây và đi tham quan các kiến trúc cổ. Tết đoàn ngọ hay được gọi là Tết đoàn dường được tổ chức vào ngày 5 tháng 5 âm lịch tại Trung Quốc để tưởng nhớ nhà thơ Khuất Nguyên, sống vào khoảng năm 340 đến 278 trước công nguyên. Tin tức vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.